ba con người, ba số phận, ba mục tiêu nhưng cùng chung một ý chí, ba thằng ngốc. Câu chuyện bắt đầu khi chàng sinh viên Farhan chân ướt chân ráo lên đường nhập học. Điểm đến là Đại học Cơ khí Hoàng gia danh tiếng ICE, nơi quy tụ những bậc anh hào trong làng cơ khí. Farhan được cậu nhóc tạp vụ với biệt danh là Milimet mang giúp đồ từ ký túc xá. Đây là Raju, bạn cùng phòng của Farhan, người chơi hệ tâm linh, thành viên giáo phái đạo âm, tâm hướng Phật, dương vật cũng hướng Phật luôn vì không bao giờ quay sang nhìn gái. Học cơ khí nhưng vật lý thì ngu, không thuộc ba định luật Newton, kỳ nào cũng qua môn bằng cách xe thần xoài. Người cuối cùng là Rancho Dacia mà đã chăn chát. Tận lúc lễ chào tân diễn ra cậu mới có mặt, nhưng thay vì ấn ép, các tân sinh viên bày tỏ sự tôn trọng với đàn anh đi trước bằng cách tụt quần chồng bông hát vài bài. Rancho thì chỉ thấy trò này thiểu năng vãi đái, nhất quyết không cởi. Nhân lúc tên đàn anh không chú ý, cậu rủi con mẹ nó luôn. Cơ mà tên kia cũng chả chịu tha cho Rancho, thách thức nếu sau 10 giây cậu không có mặt sẽ phóng uế vào cửa phòng. Tình thế cấp bách khiến Rancho nảy ra một ý, quyết dạy cho tên đàn anh một bài học, tự chế một thiết bị dẫn điện bằng bóng đèn trong phòng. Không làm cái gì đó phát sáng nhưng khiến con chim vành khuyên của đàn anh ngừng hót. Và đó là chiến tích đầu tiên của Rancho tại ngôi trường mới, cho thấy đây là một người không hề tầm thường. Sáng hôm sau, người đàn ông quyền lực nhất trường xuất hiện, Virusahasta Buhe, một người luôn ám ảnh với việc chạy đua, sẵn sàng đối đầu với Usain Bolt nếu phải cạnh tranh vị trí top 1. Được sinh viên ưu ái đặt cho cái tên Virus, bài diễn thuyết thường niên dành cho tân sinh viên lại bắt đầu. Cuộc sống là một cuộc đua, nếu không chạy nhanh, các em có thể chạy chậm. Một bài diễn thuyết về tinh thần ganh đua, kèm theo một cây bút của phi hành gia, biểu tượng của sự hoàn hảo trị giá hàng nghìn đô, được tặng bởi người thầy cũ của ông, cùng lời hứa sẽ tặng cho người học trò xuất sắc nhất. Đã 32 năm nhưng người học trò đó vẫn chưa xuất hiện. Chưa ai đủ tài và đức để nhận lấy món quà giá trị này của thầy. Trái với sự hào hứng của các sinh viên khác về cây bút, Rancho lại có một câu hỏi ngu dành cho thầy hiệu trưởng. Tại sao người ta không dùng bút chì thay vì tốn hàng nghìn đô chế tạo ra chiếc bút đó? Câu hỏi khiến người thông minh như Virus phải câm nín. Không dừng lại ở đó, Rancho tiếp tục bắt bẻ thầy giáo bộ môn. Cái anh bẻ không phải là những định luật vật lý như bà bộ phim Ấn Độ khác, mà đó là sự truyền tải kiến thức dập khuôn và máy móc của hệ thống giáo dục. Sự thật thà thẳng thắn khiến Rancho bị đuổi khỏi lớp thường xuyên. Nhưng bị đuổi lớp này để anh lại tìm lớp khác. Có một người nữa rất giống Rancho ở cái tính này, đó là Joy, sinh viên cơ khí năm thứ 8, người luôn ấp ủ ý tưởng về chiếc flycam của mình nhưng đều bị Virus gạt phăng đi. Cho đó là điều không tưởng, thật là một ý tưởng hữu ích nếu nó trở thành hiện thực. Rancho suy nghĩ và quyết định giúp Joy một tay bằng cách nhảy múa và hát vài bài. Cuối cùng Rancho cũng đã tìm ra cách để khiến chiếc flycam bay được. Nhưng mà đã quá muộn, Joy đã treo cổ tự sát. Tất cả đều bàng hoàng. Rancho ngay lập tức chỉ ra cái sai của thầy hiệu trưởng và hệ thống giáo dục. Thế tôi là thầy hay anh là thầy? Thầy là thầy nhưng mà trò sửa thầy thì vẫn là thầy. Virus không nói gì thêm, kéo Rancho tới một lớp học, bắt cậu giảng bài. Rancho bắt đầu giảng bài, biến tiết học cơ khí thành một giờ học giáo dục công dân, biến luôn thầy hiệu trưởng thành trò cười cho cả lớp. Điều này tất nhiên càng khiến Virus điên tiết, nhận ra không thể trị được Rancho bằng roi vọt. Ông thầy bèn chuyển hướng sang Farhan và Raju, đánh giấy gửi về gia đình hai cậu bạn với lý do tương lai hai người sẽ bị hủy hoại nếu còn giao du với đứa bạn hư thân mất nết như Rancho. Farhan bị bố gọi về giáo huấn một trận, Rancho cũng có mặt để ăn chửi ké. Cậu còn phát hiện ra đam mê nhiếp ảnh của Farhan, thứ bị bố cậu cấm đoán từ lâu và phải nghe lời ông trở thành một kỹ sư. Còn nhà Raju, thứ khiến cậu không thể tập trung vào sự nghiệp học hành đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Một ông bố nằm liệt giường, một người mẹ bệnh tật với số tiền lương hưu ít ỏi và một người chị chưa lấy chồng vì không có của hồi môn. Một gia đình khá giả điển hình, cũng khá nhưng mà là giả. Mọi hy vọng của cả nhà đều đặt trên vai của Raju. Cả ba sau đó đành ngập ngùi rời đi cùng cái bụng rỗng, ăn chửi vẫn chưa đủ no. Rancho nảy ra một ý, đi ăn trực ở một đám cưới gần đó. Ví dụ cho câu tự nhiên như ở nhà là đây chứ đâu. Bỗng, Rancho bắt gặp một cô gái đang bị hôn thê của mình trách móc vì đeo chiếc đồng hồ cũ rích. Thấy chuyện bất thình lình hóng hớt, tiến đến tặng cho cô gái một lời khuyên. Một bó hoa kèm một bài học cuộc sống dành tặng cho người xinh đẹp như quý cô đây. Thế là chỉ bằng một bát nước sốt bạc hà, Rancho thành công chứng minh tên hôn phu của cô gái là một cái mác giá. Ngơ ngác vì hành động của vị khách lạ mặt, cô gái tiến tới hỏi cha. Thật tình cờ và bất ngờ, cô là Pia, con gái thứ hai của Virus. Định không làm mà đòi có ăn à? Mai lên phòng tôi ăn chửi. Sáng hôm sau, Farhan và Raju tiếp tục được thêm một lớp học về giáo dục công dân của thầy hiệu trưởng. Khác với Farhan, Raju còn nhiều thứ phải lo. Cậu không thể 8 năm mới lấy được bằng như những người hàng xóm bách khoa. Bỏ hai người bạn ở lại, cậu sang phòng cha tu quyết tâm thi đỗ kỳ này. Cha tu, một thanh niên khá giỏi điển hình. Ý tôi là giỏi áp dụng công thức và đánh rắm tối vờ lờ. Biết thừa bạn mình sẽ chẳng học được gì từ quyển sách giáo khoa chạy bằng thuốc nhuận tràng này. Vì gần mực thì đen, gần cha tu thì học dốt. Rancho lại một lần nữa phải ra tay, dạy cho cha tu một bài học và khiến người anh em Raju phải sáng mắt ra. Trong buổi lễ chào đón bộ trưởng bộ giáo dục, Rancho và Farhan liền đánh cháo bài phát biểu của cha tu, biến nó thành cái kịch bản tôi đang đọc. Một trò hề đúng nghĩa. Cha tu được một phen cay cú, quyết định mượn rượu chửi thề tới chỗ hai tên phá hoại tính sổ. Đáp lại sự cợt nhả của Rancho và Farhan bằng một lời tuyên chiến rằng 10 năm sau quay lại nhé, để xem ai thành công hơn.
quyển sách giáo khoa biết nói hay kẻ đơn giản hóa mọi khái niệm? Câu trả lời sẽ có trong phần sau của video. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp lại Pia và cái Mark biết nói. Suhas mua cho cô một chiếc đồng hồ có giá bằng 2.000 lít xăng khiến cô vô cùng cảm kích. Bỗng Pia bắt gặp Rancho cùng Millimet gần đó, ngay lập tức tiến tới tặng cậu một trận xỉ vả. Đồ tồi, đồ đáng ghét. Anh đã làm gì khiến cha tôi phải xem clip của phê phim mỗi tối mới có thể ngủ được thế hả? Thưa quý cô xinh đẹp, đó chỉ là ví dụ cho việc áp dụng mọi thứ một cách máy móc. Nhìn thấy tên hôn phu, Rancho tiếp tục thông não cho Pia cô nương, nói dối Suhas rằng cô đã đánh mất chiếc đồng hồ, khiến hắn lòi ra là một thằng phong bạc, chỉ quan tâm đến lợi ích. Pia không chấp nhận sự thẳng thắn của Rancho nhưng chả làm gì được. Đột nhiên điện thoại của Rancho đổ chuông, cha của Raju đang trong tình trạng nguy cấp. Biết Pia là bác sĩ, Rancho thuyết phục cô đi theo anh. Vì nguyên tắc nghề nghiệp, Pia buộc phải đồng ý. Tới nơi thì cha của Raju đang hấp hối. Nhưng ở thành phố nơi mà pizza được giao nhanh hơn cả xe cấp cứu thì ông cụ khó lòng mà qua khỏi. Đầu Rancho lại nảy số, sử dụng xe máy của Pia đưa ông cụ tới bệnh viện kịp lúc. IQ vô cực của Rancho khiến cho Pia có cái nhìn khác về anh chàng này. Cụ thể hơn thì hai người sắp về chung một nhà. Nhưng để đến được bước đấy thì ít nhất Rancho cũng phải vượt qua được bài kiểm tra vào ngày mai. Trái với kỳ vọng của thầy hiệu trưởng, Rancho không những không trượt mà còn giành được cái top 1 server. Cha tu thì cay cú vì chỉ được top 2. Cái top 1 khiến Virus phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên không có gì chứng minh Rancho xài hack, ông thầy đành chấp nhận cho cậu nhóc ngồi cạnh mình trong bức ảnh chụp chung, chỗ ngồi chỉ dành cho những người giỏi nhất. Trái lại, Farhan và Raju ngồi tít phía xa, đại diện cho vị trí chót bảng. Mặc dù vậy thì Rancho vẫn không đồng tình về quy định này, vì cậu tin rằng tất cả đều phải được tôn trọng như nhau và cả hai người đều sẽ tìm được một công việc mơ ước. Virus đáp lại bằng một cái cười khẩy cùng một lời khẳng định chắc nịch rằng cả hai sẽ thất nghiệp. Tôi lấy bộ râu của mình ra đặt cược. Vâng, thầy nên cảm thấy may mắn vì không lấy con cu của mình ra để đặt cược. Spoiler, vì kèo này Rancho thắng chắc, vì sự nỗ lực của hai người sẽ được đền đáp. Nỗ lực bằng cách rủ nhau đi nhậu trước kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, rượu vào thì lời ra. Farhan và Raju có một thắc mắc, tại sao kẻ chơi bời lêu lổng cãi thầy cô như Rancho lại có thể đứng top một server? Câu trả lời nằm ở tình yêu mãnh liệt của cậu đối với cơ khí. Khác với Farhan, khi học cơ khí nhưng trong đầu lại tơ tưởng đến nhiếp ảnh. Còn Raju, yêu cơ khí nhưng bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè xuống cuối bảng. Không tin vào câu trả lời đậm chất weebu này của Rancho. Đúng vậy, ai cũng có tình yêu thì tôi đã không trượt đại học. Nói cậu chỉ biết khua môi múa mép, có giỏi thì đi tỏ tình với crush đi. Rancho chấp nhận lời thách đấu, đến nhà Pia ngay trong đêm, mượn rượu của Big Daddy, nói lời tỏ tình với cô. Nhưng đánh con 36 lại về 63, Rancho tỏ tình nhầm chị của Pia. Tuy nhiên chị Mina tỏ ra rất thích thú với anh chàng này và bảo Pia đồng ý lời tỏ tình này ngay. Nhưng chưa kịp gật đầu thì Virus đã bị tỉnh giấc bởi trò quậy phá của Farhan và Raju, khiến Rancho chỉ kịp vắt chân lên cổ mà chạy. Raju không may đã bị Virus nhìn thấy mặt, khiến cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng vào sáng hôm sau. Virus bảo phải có một đứa trả giá cho bãi nước tiểu trên tường nhà ông. Có hai offer cho cậu chọn. Một là tự mình nhận lỗi đứng ra nhận trách nhiệm về bãi nước tiểu tối hôm qua, chấp nhận bị đuổi học. Hai là sử dụng Uno đảo ngược, đổ mọi tội lỗi lên đầu Rancho. Quá khó để đưa ra lựa chọn. Raju đành phải sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả, nhảy một phát lên thiên đàng hỏi ý kiến Wowi. Ai nấy đều bàng hoàng với quyết định này. Bạn tưởng Raju đã chết ư? Không đời nào. Phim này là ba chàng ngốc chứ không phải là hai chàng ngốc và một con ma. Raju được cấp cứu kịp thời và đã qua khỏi. Chỉ có điều cậu phải sống trong tình trạng toàn thân tê liệt, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng trên bảo dưới không nghe. Chỉ có sức mạnh tinh thần mới cứu chữa được. Vớ lỡ, lại là sức mạnh tinh thần. Thực ra tôi có cách đơn giản hơn, chỉ cần bật nhạc của Chipu là Raju có thể tự động đứng dậy và tắt nó đi. Anyway, sau một thời gian chữa trị thì Raju cũng hòa nhập được với cộng đồng và tham gia buổi tuyển dụng sắp tới. Cũng trong thời gian đó, Rancho đã bí mật gửi lá thư tới nhiếp ảnh gia nổi tiếng giúp Farhan. Lá thư Farhan viết 5 năm trước nhưng lại không đủ can đảm để gửi nó đi. Nhưng điều đó đã không còn là vấn đề, vì lá thư của cậu đã được hồi âm. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đồng ý cho cậu theo học. Nhưng vấn đề bây giờ là cha của Farhan, liệu ông có đồng ý cho con mình bỏ học theo đuổi ước mơ? Câu trả lời là có. Bằng sự thành tâm, Farhan đã thành công thuyết phục ông cho cậu đi theo tiếng gọi của con tim. Còn Raju, cậu gãy hai chân để đổi lấy một tấm chân tình, thành công apply vào vị trí công việc mơ ước. Virus phải cạo râu đúng như lời đã hứa, nhưng ông thầy vẫn quyết tâm phục thù, đích thân ra đề trong kỳ thi tốt nghiệp nhằm đánh trượt Raju. Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi sẽ dành tặng các em điểm F trong bài thi cuối kỳ. Pia biết được điều này thì vô cùng lo lắng, bèn lấy trộm chìa khóa văn phòng của cha, đưa cho Rancho. Su anh đi lấy trộm đề, không đành lòng nhìn người anh em chí cốt bị đánh trượt một cách vô lý. Farhan cùng Rancho bèn ra tay giúp đỡ, nhưng suối quẩy làm sao, cả hai bị Virus phát hiện, cả ba bị đuổi khỏi ký túc. Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của ba thằng ngốc. Pia thì giận cha nên bỏ đi. Cũng vì cái tính áp đặt này của ông mà anh cô đã quyết định tự tử nhiều năm trước. Do áp lực học hành quá lớn, cô đi được một lúc thì chị gái đột nhiên trở dạ, nước lũ dâng cao, giao thông ùn tắc, xe cấp cứu không thể tới kịp. Cuối cùng bằng cây bút thần kỳ của biên kịch,
Rancho xuất hiện, nghe theo sự chỉ dẫn của Pia qua điện thoại, đưa chị của Pia tới phòng bóng bàn, chuẩn bị cho cá đỡ đẻ có 102. Thông qua webcam, Pia chỉ đạo trận đấu, lấy các dụng cụ cần thiết theo lời chỉ dẫn của cô. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì lại mất điện. Đang thì combat đứa nào ngắt cầu dao đấy. Rancho nhanh trí sử dụng chiếc máy phát điện chạy bằng cơm tự chế. Chạy cơm thật, không phải dốc đâu. Điện lại về bản, giúp cả nhóm tiếp tục đỡ đẻ, sử dụng các thiết bị của nhà chồng được. Rancho chế ngay được một cái bầu hút theo mô tả của Pia, thành công đưa đứa bé ra ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của Virus và mọi người, mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc cậu xách đồ ra đi. Virus chạy theo, trao cho cậu học trò chiếc bút của phi hành gia, ngầm công nhận cậu là học trò xuất sắc nhất, kèm theo câu trả lời cho câu hỏi vào ngày đầu tiên nhập học của Rancho. Lễ tốt nghiệp đã tới, trong lúc mọi người hân hoan vì quãng thời gian mài đít trên ghế nhà trường đã kết thúc, thì Rancho một thân một mình lặng lẽ rời đi. Chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua. Fahan và Raju, mỗi người đã có một sự nghiệp riêng cho mình, nhưng vẫn không có tung tích gì của người anh em khi xưa. Chỉ đến khi Chato biết được một chút tung tích của Rancho thì cả ba mới bắt đầu đi tìm kiếm, nhằm kiểm chứng lời thách thức mà cậu và Rancho đã giao kèo 10 năm về trước. Và thế là ba người tái ngộ và cùng bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người bạn mất tích. Nhưng Rancho đã đi đâu? Tại sao cậu lại biến mất sau lễ tốt nghiệp? Vượt muôn trùng vạn dặm để tới được dinh thự nhà chăn chát. Nhưng chào đón họ không phải Rancho mà là Rancho do chung cộng cài vào. Rancho thật đang ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Vậy thì tìm bố mình dưới suối vàng nhé. Ý tôi là cái bồn cầu nhà chăn chát. Fahan bất đắc dĩ cướp lấy hũ cho cốt cha của Rancho trùng cộng, uy hiếp hắn nói ra vị trí của Rancho thật. Cậu không khai nhé, để cha cậu khai. Vậy là Rancho đành nói ra toàn bộ sự thật, rằng mình mới là Rancho 100%. Người anh em mà Fahan và Raju nhắc tới mới là trùng cộng. Rancho trùng cộng vì quá đam mê học hành nên đã ăn trộm đồng phục, lẻn vào các lớp học và làm bài tập giúp Rancho thật. Nhưng không may bị ông chủ phát hiện, cậu nhóc làm vườn từ đó lấy danh cậu chủ học lên tận đại học, kèm theo lời hứa sẽ biến mất khi tốt nghiệp. Và quả thật cậu đã giữ lời. Sau khi biết được tung tích của Rancho, Fahan và Raju tiếp tục cuộc hành trình. Bỗng hai người nhớ ra, quên chưa báo cho Pia. Fahan gọi điện, báo cho cô biết tin tức về Rancho. Nhưng đã quá muộn, hôm nay là ngày cô ấy đi lấy chồng. Không chần chừ, cả hai ngay lập tức tới phá đám cưới giữa cô và cái mác giá. Pia ban đầu không muốn đi theo nhưng khi nghĩ về mối tình đầu, cô vẫn quyết định cùng Fahan và Raju đi tìm lại tình yêu của đời mình. Tiếp tục vượt muôn trùng vạn dặm nữa, họ tới được một vùng đất hoang sơ, nơi trẻ em dùng xe máy xay ngô, dùng xe đạp cạo lông cừu. Fahan nhận ra họ đã gần tìm thấy người anh em chí cốt. Đi một đoạn nữa thì họ bắt gặp Milimet, cậu nhóc tạp vụ năm nào giờ đã trở thành Centimet, trưởng thành nhờ việc theo học Rancho. Theo lời cậu nhóc, tuy mất tích suốt 10 năm qua, nhưng Rancho luôn dõi theo mọi bước đi của cả ba người. Bốn người tay bắt mặt mừng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, giống với Fahan và Raju. Rancho cũng có cho mình một sự nghiệp vĩ đại, trở thành một nhà khoa học lỗi lạc với hàng trăm bằng sáng chế, được nhiều công ty săn đón bao gồm cả công ty của Chatu. Vậy là lời thách thức của 10 năm trước đã có câu trả lời. Và trên đây là toàn bộ recap sàm ba chàng ngốc, một bộ phim giàu ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Tôi chấm phim này 10/10, rõ ràng rành mạch.